đón quý vị khán giả và tất cả những người bạn của tôi đã quay trở lại với Đêm Tiệc Cùng Sao. Và đây là trò chơi thứ 3. Trò này có tên gọi là Nhìn Đầu Đoán Ý. Hai trò đầu coi như là mình chỉ là khởi động, làm nóng máy thôi. Từ trò này trở đi nè, điểm số nó mới cao đó. Cho nên là hai đội cần phải cố gắng nha. Trò này rất là đơn giản. Mỗi một đội sẽ tham gia cùng một lúc với nhau. Các thành viên đứng thành một hàng dọc. Anh sẽ đọc một cái chủ đề cho các bạn nghe. Sau đó những người em gái trong gia đình của anh sẽ bước ra, gắn lên trên trán của mọi người, ngay trên cái kiếng đeo mắt á, một cái từ khóa. Và cái người đứng ở vị trí cuối cùng sẽ quay lại với những người bạn của mình, nhìn vào cái từ khóa của người bạn, và sau đó sẽ diễn tả, sẽ nói làm sao đó cho người bạn của mình đoán đúng được cái từ khóa đó. Và sau đó thì người kia sẽ quay trở về vị trí cuối cùng, và người thứ hai đôn lên vị trí thứ nhất, lại quay lại diễn tả cho người thứ ba đoán ra từ khóa. Cứ một từ khóa mà các bạn đoán đúng, các bạn sẽ mang về cho nhà mình 2 điểm. Đội của Thiên Hương mình sẽ thi trước. Mời các bạn vào vị trí. Chúng ta sẽ có 90 giây cho thử thách này. Chủ đề là những việc phái nữ thường làm. Chuẩn bị, bắt đầu. Thiên Hương, gội đầu xong rồi làm cái gì? Xây tóc. Trước khi xây tóc làm gì? Gội đầu. Tắm xong. Để làm cái gì? Dưỡng da, dưỡng da. Xác. Cầm cái để lau sàn. Không. Nguyên cái này là cái gì? Cái này nè. Lau kiến. Không, cái này nè. Nguyên cái này nè. Cái này là cái lau sàn nhà hả? Không, bỏ cái từ giữa. Bỏ cái từ giữa. Lau nhà. Đúng rồi. Gội đầu xong làm cái gì? Trùng khớp từ khóa, bỏ. Tiếp. Muốn nấu ăn thì phải làm cái gì? Nếm. Trước khi cặt, mua đồ ăn về là đi. Rửa. Mua đồ ăn về đâu? Mua ở đâu? Chuẩn bị. Chợ. Làm cái gì? Đi chợ. Chính xác. Soi gương. Yes. Chính xác. Hồi nãy mấy cô có nói đó là làm cái bếp nè, xong rồi làm gì? Đúng rồi. Chính xác. Con gái muốn đẹp thì làm gì? Dưỡng da. 30 giây. Thoa kem, dưỡng da. Đánh son, đánh phấn, kem mắt thì là cái gì? Trang điểm. Đúng rồi. Mẹ lên. Có em bé không? Không. Đi, nó đi học về làm gì? Là cho nó ăn. Nó đi học về. Chơi nó. Nó đi học về. Đón nó. Cái gì đúng từ đầu rồi đó, em bé con, là cái gì? Đúng. Hết giờ. Trời ơi, cái gì mà lâu dữ vậy? Rồi, mời các bạn về chỗ. Mà em thấy là sai con gái là tự nhiên cái bạn công khai hỏi mấy cô có con không? Trời đất ơi, bà ngoại đã nói là bà ngoại neo đơn rồi. Hồi nãy giờ cứ về chủ đề nấu ăn rồi là dạy con rồi em bé tùm lum là lá. Rồi thì đội của Thiên Hương giải mã được 9 từ khóa, 18 điểm. Bây giờ đến đội của anh Mười. Chủ đề của chúng ta là các vật dụng thường có trong phòng tắm. 90 giây bắt đầu. Mỗi sáng khi ngủ dậy thì phải dùng cái này để bàn chải đánh răng. Không, cái đánh chất răng. Lỏng. Cái chất lỏng. Súc miệng. Ba từ. Nước súc miệng. Cái để cái chất lỏng màu trắng. Kem đánh răng. Đúng rồi. Miếng vải. Miếng vải để lên cái gì? Cái bàn. Không, miếng vải trong phòng tắm để cái khăn lau hả? Chữ thứ hai đúng rồi, cái đầu nè. Để lên cái gì? Để lên cái gì? Treo lên. Trước khi đậu xanh là cái gì? Đậu xanh nó mọc ra cái gì? Đậu xanh mọc ra cái gì? Cái cây hả? Đúng rồi, cái gì? Giá hả? Giá hả? Giá chưa nói đúng. Chưa đúng mà. Hai từ luôn mà. Rồi ghép lại hai cái đó. Hai chữ, hai giá chữ. Giá khăn hả? Đúng. Trời ơi. Phải nói mấy vậy? Từ, phải nói mấy từ. Mấy từ? Ba từ. Thầy ở đây đánh rồi. Ngược. Tắm á. Ê. Không sao đâu. Kệ đi. Nguội, trái với nguội. Trái với cái nguội, nguội mát á. Máy nước nóng. Dạ. Hay quá, trời ơi, Dượng ơi, hay quá Dượng ơi. Cái đồ mà để ta phụ nữ. Khăn chùm đầu. Chùm tóc, khăn chùm tóc. Đúng, chưa. Sai. Nó tự. Chùm tóc. Cái gì mà để chùm tóc. Đúng rồi. Khi mà em kỳ cọ người á thì có một cái cục mà nó mềm mềm để cho sạch người, gọi là cái gì? Hoa. Đồng nghĩa với hoa. Hết giờ.
hơi tiếc ha. Phòng tắm là những cái vật dụng nó quen thuộc với mình, nhưng mà mình diễn tả chưa có kịp để cho người bạn của mình đoán, cho nên là chỉ có 4 từ khóa đoán đúng, 8 điểm dành cho các em. 4 từ khóa thì còn 3 từ. Sau 3 trò chơi của đêm tiệc cùng sao thì đội của Thiên Hương có 29 điểm. Và đội của anh 10 do khiêm tốn, do nhường nhịn, do rộng lượng và bao dung, cho nên là tạm lùi bước phía sau 24 điểm. Không sao, không sao, không sao. Không sao. Nhường thôi, nhường thôi. Trò chơi cuối này mới quan trọng, bởi vì trò chơi cuối điểm số cao rất là cao, cao cực kỳ luôn nha. Cố gắng ở trò chơi thứ tư của đêm nay, đêm tiệc cùng sao. Yeah.